Từ nay đến năm 2022, ba tuổi này trùng số đổi đời, giàu sang nhất vách. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, vất vả thì mới tìm thấy được sự an yên, sung túc. Trời sinh mỗi người một số mệnh, vì vậy trong mỗi năm sẽ có những người gặp được may mắn và bên cạnh đó cũng có không ít người gặp phải thất bại. Tất cả điều đó chúng ta đều không thể lường trước được. Tuy nhiên, các bậc thầy tử vi cho rằng, dựa vào việc phân tích hùng mệnh cũng như là số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh, chúng ta có thể phần nào dự đoán về vận mệnh của các con giáp trong tương lai. Cụ thể, trong từ giờ đến năm 2022, sẽ có 3 con giáp có số phú quý, một bên được thần tài nâng đỡ, một bên được quý nhân phù trợ, vẹn cả đôi đường. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được 3 con giáp đó là con giáp nào và có những vận may nào đến với 3 con giáp này trong thời điểm sắp tới. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tỵ. Chúc mừng tuổi Tỵ là con giáp đầu tiên may mắn được thần tài ban lộc. Những người sinh năm Tỵ rất bền bỉ, họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu. Bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào đi chăng nữa, thì họ vẫn hết sức kiên định trong mọi công việc. Tuổi Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trong bất cứ công việc gì, tuổi Tỵ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí với sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền, cụ thể như sau. Trên phương diện sự nghiệp, xem tử vi năm 2021 của 12 con giáp, các thầy tử vi khẳng định rằng từ nay đến năm 2022, cung mệnh của mệnh chủ có nhiều cát tinh bổ trợ, vận trình sự nghiệp trong năm khá thuận lợi, tinh thần cũng lên cao, chuyện vui tới tấp. Bản mệnh có cát tinh tử vi Long Đức và Hồng Loan hiệp lực phò trợ, tử vi đại diện cho tài năng được phát huy tối đa, nhất là những mệnh chủ làm lãnh đạo sẽ có nhiều thành công rực rỡ. Còn những mệnh chủ làm nhân viên thì sẽ được cấp trên ưu ái và nâng đỡ rất nhiều. Những mệnh chủ đang làm kinh doanh cũng được quý nhân chỉ đường, tài lộc hanh thông vượng phát. Từ nay đến năm 2022 cho thấy bổng lộc công danh có dấu hiệu tăng lên, mệnh chủ đang làm công ăn lương không những có cơ hội thăng chức mà còn có được mức lương đáng ngưỡng mộ. Quý nhân Long Đức còn giúp bản mệnh giải trừ nguy nan. Tuổi Tỵ dù gặp trở ngại gì trong công việc thì cũng sẽ có người ra tay tương trợ, chuyện luôn suôn sẻ và dễ dàng. Tuy nhiên, bản mệnh nên chú ý hung tinh, bạo bại vẫn đang rình rập gây ra những sự cố bất ngờ. Vận trình trong năm hoàn toàn suôn sẻ mà vẫn có thể gặp phải bất trắc. Cho nên, kinh phong thủy Gia Cát nhắc nhở dù sóng yên biển lặng cũng không được lơ là mất cảnh giác, nên có phương án dự phòng để xử lý tình huống kịp thời. Bỏ bại hung tin còn mang ý nghĩa thị phi, đắc tội người khác vì lời nói. Vì thế trong công việc nên nói ít, làm nhiều, chớ trêu ghẹo kẻ tiểu nhân. Về phương diện tài lộc, từ nay đến năm 2022, tuổi Tỵ cho thấy cơ hội về tài lộc và tiền bạc khi có các sao tài lộc hội họp, kinh doanh làm ăn tốt đẹp. Chính vì thế nguồn tài lộc cũng thêm rủng rỉnh, thu nhập chính và phụ đều tăng. Nhưng mệnh chủ làm thuê vẫn có những khoản thưởng hoặc tăng lương. Mệnh chủ làm chủ đầu tư, tư nhân thì có những cơ hội phát triển, mở rộng kinh doanh của mình, gặt hái được rất nhiều thành công. Tuy nhiên, thời điểm này, bản mệnh cũng sẽ có những khó khăn tác động tới tinh thần hoặc những tác động tới việc làm dẫn, tới những cơ hội kiếm tiền sẽ bị tuột khỏi tầm với.
Ngoài ra bản mệnh cũng nên lưu tâm về các vấn đề pháp luật, giấy tờ hành chính, tiền bạc có thể tranh chấp và gây hao tài. Về tình duyên gia đạo, từ nay đến năm 2022 cho thấy vận trình tình duyên tuổi Tỵ vẫn có những bước chuyển biến tốt đẹp. Những mệnh chủ chưa có tình duyên thì có cơ hội kết giao với những người mới và lựa chọn người được mình yêu thương. Những mệnh chủ đã lập gia đình thì trong năm có thể đón nhận những tin vui về đường con cái, hoặc nếu tính đến chuyện sinh con thì nên chuẩn bị kỹ càng các yếu tố vật chất tốt để đảm bảo cho con cái sau khi sinh. Về phương diện sức khỏe của bản mệnh từ nay đến năm 2022 cho thấy không có nhiều đáng ngại. Bản mệnh có thể trạng thái tốt, nhưng lưu ý những lúc ốm đau, thông thường và mệt mỏi chỉ kéo dài. Ngoài ra cần lưu tâm đến các vấn đề xe cộ đi lại sẽ bị va quệt cũng như các vật nhọn gây thương tích. Lúc này bản mệnh cũng có cơ hội thưởng thức những món ăn từ những bữa tiệc, chính vì thế cần phải có chế độ ăn uống hợp lý, tránh thức khuya, ảnh hưởng tới sức khỏe. Đặc biệt để mọi việc được phát triển một cách hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó xua đuổi vận hạn hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh. Vòng có giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ hai là tuổi Mão. Xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp thứ hai, may mắn được thần tài ban lộc từ nay đến năm 2022. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn, có con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng. Họ rất nhiệt tình giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc và cuộc sống. Xem tử vi từ nay đến năm 2022 cho thấy tuổi Mão là một trong ba con giáp may mắn được thần tài chiếu cố. Từ sự nghiệp, công danh cho đến tiền bạc, tình duyên đều có sự khởi sắc rõ rệt so với thời gian trước. Chỉ cần bản mệnh nỗ lực là có thể nắm bắt, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi 12 con giáp từ nay đến năm 2022 cho thấy có thiên đức cát tinh ở bên hỗ trợ, tuổi Mão có thể yên tâm làm việc và tập trung xây dựng sự nghiệp. Mệnh chủ cũng sẽ được cấp trên, đối tác, đồng nghiệp giúp đỡ và công nhận khả năng, nâng cao năng suất làm việc. Cho nên đây là cơ hội tốt để bản thân thể hiện năng lực của mình, đừng nên bỏ lỡ. Bên cạnh đó, quý nhân Nguyệt Đức luôn tạo cơ hội cho bản mệnh, giúp cho bản mệnh có mối quan hệ xã giao tốt đẹp, xử lý tốt các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới. Từ đó phát huy hết sức mạnh của tập thể. Không như vậy, khi gặp phải khó khăn, còn có người đưa tay giúp đỡ, thành tích làm việc được nâng cao, thu nhập cũng theo đó mà càng ngày càng tăng tiến. Tuế hợp cũng là cát tinh mang quý nhân đến trợ giúp cho mệnh chủ tuổi Mão. Nhờ thế mà bản mệnh đạt được nhiều thành công đột phá, vượt qua được những cửa ải khó khăn trong công việc. Tuế hợp còn ủng hộ cho việc phát triển ở những nơi xa. Trong năm, nếu bản mệnh có ý định đi xa quê hương lập nghiệp hay chuyển công việc thì đều vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý nếu chuyển việc thì nên tìm được công việc mới, chắc chắn rồi mới nghỉ chỗ cũ. Về phương diện tài vận, xem tử vi từ nay đến năm 2022 cho thấy chính tài xuất hiện, mậu thổ gặp chính tài là họa khố. Bản mệnh dễ dàng có được cơ may về tiền bạc. Nguồn thu nhập chủ yếu đến từ ngành nghề chính, các thu nhập hợp pháp, lương thưởng hay chế độ đãi ngộ sẽ được tăng thêm, thậm chí sẽ được các phần thưởng hay quà tặng có liên quan đến nhà đất, bất động sản. Song chủ yếu đều rất hợp lý, đều do bản thân bản mệnh đã bỏ công sức ra mà có được. Tài lộc thời điểm này của tuổi Mão không tồi, tuy nhiên chủ yếu đến từ chính tài nên hiếm khi có nguồn thu lớn từ đầu tư hay kinh doanh ngoài. Lưu ý tử vi còn cho thấy sức ảnh hưởng của hung tinh tiểu hao khá lớn, có thể xảy ra tình trạng hao tài tốn của mệnh chủ, tiêu tiền vào những việc bất khả kháng như mất đồ, bị phạt hoặc liên quan đến pháp luật kiện cáo, các khoản hiếu hỉ, hội họp. Tiểu hao cũng gây ra tình trạng phá tài và nạn trộm cắp cần hết sức thận trọng. Ngoài ra trong đầu tư kinh doanh cũng nên tiến hành từng bước từ nhỏ tới lớn để đảm bảo an toàn, không nên ném tiền qua cửa sổ chỉ vì phút bốc đồng của bản thân.
Về phương diện tình duyên gia đạo, tử vi học nhận thấy đường tình duyên của tuổi Mão từ nay đến năm 2022 không có quá nhiều tín hiệu đáng mừng, cảnh báo về những rạn nứt đã xuất hiện từ lâu nhưng nay mới thực sự thể hiện rõ ràng. Các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói. Điều này có thể là do bức xúc dồn nén lâu ngày nhưng không được giải quyết mà ra. Hơn nữa bản mệnh lại không có nhiều thời gian dành cho gia đình nên mối quan hệ giữa các thành viên cũng có phần lạnh nhạt. Dù những điều bản mệnh làm là muốn tốt cho đối phương nhưng chưa chắc đã được đối phương chấp nhận. Thay vào đó, bản mệnh nên dành thời gian để hai người có thể chia sẻ, thấu hiểu cho nhau. Đừng áp đặt mong muốn của mình lên người khác, làm vậy chỉ khiến ta xa nhau. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển, thầy gia cát khuyên mệnh chủ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi được những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh, phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ ba là tuổi Thân. Chúc mừng tuổi Thân là con giáp may mắn cuối cùng trong thời điểm từ nay đến năm 2022. Tuổi Khỉ trong 12 con giáp được coi là tuổi có mối quan hệ thân thiết với con người. Đối với những người tuổi Khỉ, công danh thường thông thoáng, có bộ não tinh danh lanh lợi. Người tuổi Khỉ thường có những nét đặc tính của người lãnh đạo. Thành công của những người tuổi Khỉ không chỉ dừng lại ở công danh mà còn ở trong cuộc sống gia đình, cuộc sống sung túc, ấm no. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi từ nay đến năm 2022, công việc của tuổi Thân cũng thuận lợi. Tuy nhiên, với những mệnh chủ ít tiếp xúc với khách hàng như hành chính, kế toán, kỹ thuật hoặc làm việc tại nhà sẽ thấy không có gì khởi sắc. Bên cạnh đó, từ nay đến năm 2022 cho thấy các tinh mang vận quý nhân tới cho bản mệnh, giúp bản mệnh gặp được nhiều quyền thế và được hỗ trợ về kiến thức hoặc tài chính, từ đó mở mang đầu óc, thúc đẩy động lực phấn đấu cũng như tham vọng thành công hơn trước. Chính nhờ đó mà đường quan lộ thêm phần thanh thang và có dấu hiệu thay đổi chức vụ hoặc thăng quan tiến chức. Có điều bản mệnh cần chủ động nắm bắt, do dự sẽ khiến bản mệnh đánh mất cơ hội. Bản mệnh cần có đầu óc tỉnh táo, ứng xử trong các mối quan hệ với thái độ đoan chính và chủ động hợp tác với người khác để phát huy được sức mạnh tập thể khi bản thân mình cùng có lợi. Về phương diện tài lộc, tài chính và công việc của mệnh chủ tuổi Thân đang trên đà thuận lợi, kéo theo tình hình tài chính của tuổi Thân ngày càng được củng cố và điều chỉnh. Có điều sẽ khó cho sự bứt phá. Nếu mệnh chủ tuổi Thân muốn đạt được điều đó thì bản mệnh phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức, thậm chí cả máu và nước mắt. Từ nay cho đến năm 2022 còn cho thấy có sự chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện, thường trường như chiến trường, tuổi Thân cần hết sức cẩn trọng với các hoạt động về tiền bạc và tài chính. Nếu đầu tư thì chỉ nên nhỏ giọt, tránh tình trạng dồn dập, hùn vốn quá nhiều, kẻo bị kẻ xấu lừa gạt, gây tiền mất tật mang và vướng vào kiện tụng pháp luật. Làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan về ngoài thị trường, chính sách thay đổi liên tục, nay lại thêm cả hung tin điềm báo phát tài, tiền làm ăn kinh doanh dễ phải bù lỗ, đầu tư cũng khó sinh lợi, vì thế rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức trước, sau đó mới đến kinh doanh, đầu tư về tài chính. Việc đó còn để xác định kẻ xấu lừa gạt, nên tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Thân hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Không những vậy, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.